Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà để setup làm sao cho GoPro chúng ta có thể quay được, thu âm được cả giọng nói từ cái mic của mình, nó cũng như là qua những người cùng đi xe với mình, cùng nói chuyện qua thông qua hộp intercom của hãng Cardo ha. Thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu về cái chiếc jack cắm 3.5mm âm thanh. Thì để mà thu âm từ cái mic ngoài chiếc GoPro như thế này á, chúng ta cần phải có phụ kiện, đó chính là chiếc adapter chuyển từ cổng Type-C sang cổng 3.5 như thế này đó. Thì chiếc adapter của chúng ta sẽ bao gồm một cổng Type-C cắm vào GoPro và một cổng Type-C khác để sạc cho máy, và cũng như là một cổng tai nghe cổng 3.5 như thế này để mà đưa đường mic vào. Thì ở đây mình có dùng một chiếc cây sủi Ranji, thì nó sẽ có khay để đựng chiếc adapter như thế này đây. Đó, khá là tiện lợi và gọn gàng. Rồi, bây giờ làm sao chúng ta có thể đưa cái tiếng từ cả cái mic cũng như cái Cardo vào cái chiếc GoPro của chúng ta. Ở đây mình có vẽ một cái sơ đồ jack 3.5 như thế này. Thì các bạn để ý trên cái jack 3.5 á, nó sẽ có nhiều khớp màu trắng và hai khớp màu đen như vậy. Thì tương ứng ở đây chúng ta ba khớp màu trắng đó sẽ tên là tip, ring và sleep. Thì jack này sẽ gọi là jack TRS, viết tắt của TRS chứ, xin lỗi. Còn với những cái jack điện thoại á, chúng ta sẽ thấy có bốn phần màu trắng và ba cái vạch chia đen như thế này, nó sẽ gọi là TRS, tức là nó sẽ có một nấc là tip, hai nấc ring và một nấc sleeve. Thì với cái sắt cắm gồm có ba đoạn như vậy á, thì cái phần ngoài cùng thường là dành cho kênh audio bên trái, phần ở giữa sẽ dành cho kênh audio bên phải, và phần sleeve là dùng để nối mát, tức là cực âm á. Rồi còn với cái sắt mà có bốn đoạn như vậy á, thì jack ngoài cùng cũng là cái phần đoạn ngoài cùng cũng sẽ dành cho kênh bên trái, đoạn thứ hai kênh phải. Và tôi có hiện chúng ta đang có hai chuẩn, đó là một chuẩn cái đoạn thứ ba là ground và một chuẩn, và đoạn cuối cùng là mic. Còn chuẩn còn lại thì thay vì vậy nó sẽ đoạn thứ ba sẽ là mic và đoạn cuối cùng bằng ground. Ở đây mình vẽ cái chuẩn là left, right, ground và mic. Rồi vậy để đấu nối cái chuyện mà ghi âm giữa Cardo và microphone như thế nào, mình vẽ một cái sơ đồ như thế này. Thì đây là chiếc Cardo chúng ta. Thì tại sao mình nhấn mạnh là Cardo, bởi vì Cardo nó dùng cái đoạn dây nối từ cái máy xuống hai cái tai nghe hai bên á, thì nó dùng một cái jack 3.5. còn đối với các hãng khác như mình biết á, là ví dụ như là Vimoto, iRide hoặc là SES á, là nó sẽ đi thẳng một cọng dây từ cái đế của cái tai nghe đi thẳng ra hai tai nghe hai bên. Thì đối với những tai nghe đó, chúng ta cần phải cắt nó ra và sẽ đấu nối những cái dây bên trong tướng ra cái jack 3.5 như thế này. Thì ở đây để mà khỏi phải cắt cũng như là thuận tiện để mà giải thích hơn á, thì mình sẽ lấy chiếc Cardo này luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng một cái jack chia hai, bao gồm một jack đầu đực để cắm vào cái đầu ra của cái máy Cardo và hai đầu cái. Thì hai cái đầu cái này, một đầu chúng ta sẽ cắm headphone vào để mà bản thân chúng ta có thể nghe được âm thanh từ chiếc Cardo này phát ra, và một đầu còn lại thì chúng ta sẽ dùng để mà cắm cái jack 3.5 đực như thế này vào. Thì cái jack đó hiện tại như hình vẽ này á, thì mình sẽ đấu như sau. Thì mình sẽ đấu cái nấc ngoài cùng là kênh bên kênh nấc ngoài cùng là kênh bên trái, mình sẽ đấu với lại nấc ngoài cùng của cái jack 3.5 đấu vào chiếc GoPro của mình, tức là cũng là kênh bên trái. Và kênh bên phải mình sẽ không đấu, và mình sẽ đấu với dây mát vào phần dây mát của cái jack cắm vào chiếc GoPro. Vậy kênh bên phải mình của chiếc GoPro này mình sẽ đấu vào đâu? Mình sẽ đấu phần mic. Đây là phần microphone nè, mình sẽ đấu kênh bên phải vào phần mic này, và phần mic mình cũng đấu vào đây. Như vậy có nghĩa là sao?
là khi mà chiếc gogle chúng ta thu âm á thì toàn bộ âm thanh nằm ở kênh trái sẽ lấy từ nguồn là chiếc cathode. Nguồn cathode này có thể là gì? Âm nhạc, radio hoặc là tiếng bộ đàm của những bạn khác đi chung đoàn của chúng ta. Còn nguồn cái bên phải thì nó sẽ lấy từ chiếc microphone gắn rời mà chúng ta sẽ thu âm. Ở đây là một cái là một cái mô hình mở rộng. Thì trong trường hợp chúng ta không muốn thu âm thì cắt đôi thế nào? Không lẽ chúng ta phải gỡ ra, gỡ hết cái phần jack này ra và đấu micro thẳng vào gogle thì nó khá là mất công. Thì ở đây mình sẽ dùng thêm một cái công tắc đẩy như thế này. Thì cũng tương tự như hình trên thôi, mình sẽ đấu dây mát đấu chung vào gogle nè, một kênh thì đấu ra mic, một kênh mình sẽ đấu ra mic cố định nha. Còn kênh còn lại, đây là điểm khác biệt, chúng ta sẽ đấu vào một chân của cái công tắc đẩy thế này và hai đầu ra, một đầu chúng ta sẽ nối vào mic và một đầu chúng ta sẽ nối vào chiếc cathode. Tức là khi chúng ta kẹt công tắc sang phần nối giữa cathode và GoPro, chúng ta sẽ thu được hai âm thanh là một kênh từ mic và một kênh của cathode. Còn khi chúng ta gạt công tắc qua đây thì cái phần này sẽ thông với nhau, thì chiếc GoPro chúng ta sẽ thu được cả hai kênh đồng thời từ cái mic mà chúng ta nói. Rồi, ở đây mình cũng demo trực tiếp trên chiếc mũ bảo hiểm của mình luôn ha. Ở đây mình có một chiếc GoPro Hero 8 đang gắn sẵn vào chiếc mic adapter 3.5 như thế này. Rồi, mình sẽ cái phần mà cái dây mình lại đấu thêm á thì mình đã làm sẵn trong nón rồi, nên là giờ mình sẽ gỡ những cái miếng mút này ra. Trong này mình đã gắn sẵn tên cạc đô rồi nè, và cái phần thế này thì mình phải gỡ luôn cái phần sau này, tại vì cái phần dắt chim mình để phía sau này. Thì ở đây để tránh cho cái chuyện mà bị cấn cái đầu á, đỉnh đầu á, thì chúng ta không nên để cái phần jack 3.5 trên này. Như mình thì mình sẽ dời ra phía sau phần gáy này, tại vì phía sau gáy chúng ta thường là hõm vào và phần chịu lực nhiều nhất là trên đỉnh đầu, do đó sẽ không bị cấn sau gáy này. Thì mình dùng một cái bên kia hai mặt để mà dán nó và cố định. Đây là phần jack chia 3.5, bao gồm một jack đực và hai jack cái. Thì như mình có nói hồi nãy á, chiếc cạc đôi gốc á thì nó sẽ đấu cái jack này jack ra hai cái tai nghe nè, còn cái jack này từ chiếc cạc đôi ra nè. Nguyên bản của nó sẽ như thế này, chúng ta nghe âm thanh trực tiếp từ cạc đôi. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái bộ chia cắm đầu ra như thế này, và bộ chia hai thì một đầu chúng ta sẽ gắn vào cạc đô và đầu còn lại gắn vào cái đoạn dây mà chúng ta đã chế. Thì ở đây mình sẽ mở cho các bạn xem ha. Thì đây là cái đầu 3.5 để gắn vào chiếc GoPro đây. Đó, các bạn đã thấy mình hàn hai dây đỏ này là một dây kênh trái và một dây kênh phải, còn hai dây đen á mình sẽ hàn chung vào cái chân mát như vậy. Thì thay vì các bạn dùng bốn lõi, tức là hai dương hai âm, thì một dương một âm sẽ đi vào hai nhánh thế này, thì các bạn có thể chỉ dùng ba lõi thôi ha, và lõi âm có thể câu từ jack này qua cũng được, nhưng mà mình thích là kiểu này để khi mà xui á thì đứt này một nhánh đi á thì mình có thể sử dụng nhánh còn lại bình thường. Thì vậy làm cách nào để biết cái chân bên trong á, chân nào tương ứng với nấc nào bên ngoài này? Thì ở đây chúng ta sẽ dùng một cái đồng hồ đo điện, và chúng ta đơn giản nhất là chúng ta sẽ chuyển sang cái nấc gọi là test thông mạch. Đây, mình sẽ test như vậy. Mình sẽ để một cái que thăm vào một nấc bất kỳ, dù ngoài ngày là bên trái nè, ông nấc ngoài cùng là dành cho kênh bên trái, thì mình sẽ đồ còn lại mình sẽ chạm vào, ví dụ cực này không phải, mày không phải,
Đấy, tức là mặt bên này đó, tiếp tiếp tức là nấc ngoài cùng sẽ thông với cái chân này, thì mình chỉ việc như sơ đồ hồi nãy á, chân bên trái thì mình sẽ đấu vào cạc đô, và tương tự nấc thứ hai tức là kênh thanh bên phải mình sẽ đấu vào mid, như này sẽ đi xuống mid, và cuối cùng là cực âm ground nối đất là cái đoạn này đó. Thì đây là cái phần đầu vào của mic nè, là chiếc mic chúng ta đầu ra đầu đực, do đó chúng ta phải sử dụng một cái đầu cái 3.5 như vậy. Và cái phần chia hai nãy là đầu cái, do đó chúng ta phải dùng jack 3.5 đực như thế này. Rồi tương tự vậy thôi, thì bước cuối cùng để kiểm tra thì chúng ta sẽ test như sau. Đây, đầu tiên là chúng ta test thông mát, thì cặp hai chân mát thôi này. Đó, tiếp theo kênh bên phải, kênh phải không nhảy, không kêu nè, nhưng đồng thời chúng ta phải test luôn là chạm vào kênh bên trái, tức là một bên phải là bên phải, bên là bên trái á, nếu mà cũng kêu tức là có xảy ra sự chạm mạch ở đây đó, chúng ta cần phải kiểm tra đường dây. Còn đây là không kêu nè, không có chân nào kêu hết, chứng tỏ là cái đường kênh bên phải này không thông bất kỳ nấc nào ở cái bên đầu nối vào cạc đô hết, chứng tỏ lúc đó là mạch an toàn. Thì chúng ta sẽ thử thông thông mạch ở kênh bên trái ha. Đây, kêu, tức là chắc ra cạc đô đã ok. Tương tự như vậy, nhưng mà này là đầu cái, chúng ta test sau. Thì đơn giản nhất thì chúng ta chỉ việc cắm một cái jack 3.5 vào như vậy. Sau đó tương tự như vậy, đây mát, mát, và bên phải, bên phải. À, bên 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 này là bên phải đúng không? Bên trái là không thông rồi nè. Mình kiểm tra là bên phải coi. Rồi. Có gì đó sai sai rồi. Ok. Okay, thì chúng ta sẽ mở luôn cái đầu cái này ra kiểm tra cho chắc. À, xin lỗi các bạn nha, nãy giờ mình đo nhầm đầu, đầu ra cạc đô, đầu này mới đầu vào GoPro nè, thì thì chứ rồi sẽ test lại nha. Mát, mát, không, kênh phải, kênh phải thông, trái không thông, mát không thông, và kênh trái không thông bất kỳ mặt chân nào, vậy là mặt của chúng ta chính xác rồi. Ok, thôi bây giờ mình sẽ gần lại hết mấy cái đầu sắt này và nó nối vào nó ha. Còn cái mạch mở rộng công tắc thì mình đang order chiếc công tắc về, cũng như là mình sẽ đổi cái jack của GoPro nè, mình sẽ đổi jack chữ L, nó sẽ gọn hơn là cái jack chữ Y chỉ thẳng như vậy. Nó sẽ khi mà chúng ta cắm vào á, nó sẽ đưa thẳng lên như vậy, ghi vật vào thì sẽ rất là ngoằn ngoèo ha. Mình nên đặt nguyên cái jack chữ L, nó sẽ như vậy, xuống như vậy, giống như cái jack chữ L của chiếc mic này nè. Đó, khá là gọn. Rồi, ở đây như là mặt hình ảnh mà chúng ta đã vẽ, thì trước tiên đường chia hai của cạc đô cắm vào, sau đó dán cố định nó. Ok, rồi sẽ đi về cho nó rộng xíu ha.
đưa qua bên đây, bên đây nè, đó mình phải luồn cọng dây này qua đây luôn. Đưa vòng qua bên này theo cái đường theo tai nghe bên trái của cả đôi luôn. Đối với lại cách đối mặt như vậy nè, thì khi mà chúng ta xuất ra video á, những phim á, thì một kênh âm thanh bên trái sẽ là của bên trái là của cả đô và bên phải là của thu âm, thì chúng ta hoàn toàn là linh hoạt chuyển giữa hai kênh âm thanh trái và phải để mà chúng ta thu được cái nguồn âm thanh mà chúng ta mong muốn. Mình ví dụ một trường hợp như thế này, khi mà các bạn vừa chạy xe vừa nghe nhạc thì mà các bạn quên, bạn không chế cái công tắc như thế này, công tắc như thế này, hoặc là bạn quên gạt công tắc qua cái nấc chỉ dùng mic á, thì chúng ta sẽ thu âm luôn đồng thời hai nguồn kênh là mic và chiếc cạc đôi đang phát nhạc chúng ta. Trong trường hợp mà chúng ta phát một bài nhạc có bản quyền đi, thì khi mà chèn vào video clip chúng ta phải đăng lên mạng xã hội, ví dụ là YouTube, Facebook á, thì họ sẽ phát hiện và sẽ xóa video hoặc là khóa kênh của chúng ta. Cho trường hợp đó thì chúng ta chỉ cần vô phần mềm chỉnh sửa video và tắt đi cái phần kênh âm thanh nằm ở bên trái đi, là lúc đó toàn bộ âm thanh từ chiếc cạc đôi sẽ không còn trong video nữa, chúng ta chỉ nghe tiếng mic của chúng ta thôi. Và một trường hợp thứ hai là giả sử như cái phần âm lượng giữa cạc đô và cái micro ở ngoài chúng ta không được như ưng ý thì sao? Ví dụ như một nguồn thì quá to, một nguồn âm thì lại quá nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm chỉnh sửa video và chúng ta sẽ tăng hoặc là cũng như là giảm cái âm lượng của kênh trái hoặc phải để ra được cái video cuối cùng có một cái sự cân bằng âm thanh giữa chiếc tai nghe và cũng như là chiếc mic thu âm. Đó là điểm lợi thế khi mà chúng ta chế một đoạn mạch như vậy. Rồi, đoạn này thì sẽ đưa vào trong cái đầu ra, mình sẽ gắn vào rồi. Ok. Trong này mình sẽ gài lại. Sẽ còn một cái đầu ra, đầu 3.5 cái như vậy. Chúng ta chỉ việc cắm cái micro vào cái jack 3.5 cái như vậy là xong. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm cách để mà giấu gọn cái mic này như thế này ha. Đó. Sẽ đưa lên. Đó. Ok, bên trong các bạn hay cột hoặc hay chén gì đó. Mình sẽ gọn lại. Rồi đó, vậy là chúng ta đã có một cái chiếc nó bảo hiểm vừa ghi được giọng nói mà vừa nghe được âm thanh từ chiếc tai nghe Bluetooth của chúng ta, có thể thích hợp cho những bạn làm motovlog ha. À, trường hợp các bạn không biết đây là gì thì đây là cái cổng dây an toàn nè, do là cái nón mình phải dùng cái bao chế như vậy thì mình sợ trường hợp là nó bị bung bị rớt á,
mình dùng thêm một cọng dây, ở đây mình có cột qua cái dây của các đô nè, đó khi mà rớt xuống nó sẽ kẹt như vậy và nó sẽ không làm rớt chiếc GoPro chúng ta. Thì ở đây mình dùng cái đoạn dây điện nè, lõi là lõi đồng nè, đó mình uống cái khoen như thế này, khoen này mình sẽ đây sẽ gắn nó vào đây. Gắn nó vào như thế này. Đó. Rồi. Rồi. Rồi, cực kỳ chắc chắn và an toàn luôn nha. Rồi, các bạn nào mà sợ rớt GoPro thì có thể làm cổng dây giống như mình thế này. Thì vị trí buộc thì có rất là nhiều vị trí ha, chẳng hạn như là buộc vào chiếc nghe Bluetooth như mình đã làm, hoặc là có thể buộc vào cái dây gài nón như vậy. Thì khi mà buộc vào cái tai nghe Bluetooth á, chúng ta kéo cho nó gọn lại và nhét vào cái vành như thế này đó, thì nó sẽ gọn đẹp hơn là thẳng đường từ trên này xuống cái quai nón. Rồi còn về cái nao chế này thì do là mình đã lỡ gắn lên nón rồi thì chắc phải đợi một thời gian coi, nếu mà xui mà nó bị bung á thì mình mới có thể dán lại và làm clip hướng dẫn lại cho các bạn ha. Rồi ok, clip này của mình đây là hết rồi. Clip chắc cũng khá là dài do có cả về mặt lý thuyết cũng như là mặt hướng dẫn các bạn lắp đặt. Thì nếu các bạn theo dõi tới giờ phút này thì cũng cảm ơn rất là nhiều, và mình sẽ cố gắng để mà nghĩ ra những cái nội dung khác hữu ích để mà có thể truyền tải cho các bạn, giúp cho cái chuyến chơi trải nghiệm của chúng ta trở nên vui vẻ và thuận tiện hơn. Rồi cảm ơn các bạn lần nữa và xin chào tạm biệt, hẹn các bạn gặp lại và trong những clip kế tiếp ha. Giờ là 21:32. Mình sẽ quay một đoạn clip demo. Ví dụ như là tại khi mà gắn cái bộ mà trộn ghi âm lại á, thì giọng của anh là kênh bên phải, giọng em kênh bên trái á. Nên giờ anh nói thì nó sẽ ra tiếng loa bên phải, em nói thử ra tiếng loa bên trái không? Alo. Nó dài dài lên. Nói gì trời. Chết. Tự nhiên cái tôi chết. Rồi, thôi vậy được rồi. Để về nghe lại coi.